Ở trên này anh có xây không? Hả? Anh có xây lên ba viên gạch không? Không, cái đó không có tính. Bây giờ hiện tại về thì thiếu hoàn chỉnh rồi. Nhưng mà cái này là anh làm tới 47 bao xi măng. Ồ, 57 bao xi măng. Ừ, nè. Làm như vậy cho đổ. Trơn, lỡ, trơn. Cho anh hộp coi nè. Dạ. Chừng đó thì đối với mình có hỏi một số tư những cái anh thợ như là Đạt xây nè. Thì ngôi nhà anh thợ này xây tốn đến 57 bao xi măng của bác với anh chị. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Thì lời đầu tiên cho Bùi Hồ xin gửi lời chúc sức khỏe cô bác quý anh chị cũng như là tất cả các mạnh thường quân đã đồng hành cùng kênh Bùi Hồ. Một lời chúc sức khỏe chân tình nhất. Và hôm nay thì Bùi Hồ muốn thông tin với cô bác quý anh chị một tin vui. Đó là nhà hai mẹ con của cô Cam ở huyện Châu Thành của tỉnh Đồng Tháp. Cô hôm nay thì con thay mặt cho chú Định là Việt Kiều Mỹ gửi cho cô 1 triệu ha. Cái này là chú Định là Việt Kiều Mỹ gửi cho gia đình mình 1 triệu để mà trước mắt là gửi cho gia đình mình 1 triệu để mà mình xây sở trong cuộc sống ha. Cái này con gửi cho cô cái bóng đèn nè. Này là của chú Kevin Trần gửi cho cô. Để mà cô tối cô thắp đèn, đó là đèn năng lượng mặt trời, mình không có cần sạc điện gì hết á. Nước múc nước mương này nó lóng phèn lên xài hả? Trong trong có xíu mà lúc cái này nó lóng phèn. Còn mình uống là mình nước là mưa luôn, rồi vô cái thùng hứng mưa trời đó, được để vô thùng nó hứng đó. Gạo ta cho rồi con hả? Gạo cũ đó. Dạ ta cho. Xin ta cho. Mình lấy cái miếng bạc này mình dừng lên đó hả? Dạ vô nè đây nè, chảy như tạt như đấy cho cái kia. Ở đây cái này là cô dừng ở đây. Ờ. Hết lâm lên vậy chắc hết không có ngủ được. Không sao. Tôi cũng nghèo khổ rồi, giờ chú mấy anh chủ gì đó giúp đỡ làm dần khổ quá à. Chỗ nhà rồi bệnh quạo tiêu thuốc rồi. Hoàn thành cách đây gần 2 tháng. Những dịp những ngày cận Tết này thì Bùi Hồ cũng quay cho cô bác quý vị xem về cái ngôi nhà của cô cũng như là những cái khó khăn vấp phải khi trong cái quá trình xây ngôi nhà của cô nha cô bác quý vị. Và để trước tiên thì quay ngôi nhà của cô thì cho Bùi Hồ gửi lời chân thành cảm ơn tất cả cô bác quý vị là mạnh thường quân. Xin chân thành cảm ơn chú Định là Việt Kiều Mỹ đã ủng hộ cho cô Cam 1 triệu đồng Bùi Hồ đã gửi ở những nước clip trước đây. Xin chân thành cảm ơn anh Thành ở Nhật Bản gửi 5 triệu đồng. Xin chân thành một mạnh thường quân tên là Lưu Phương Thảo ở Alaska ủng hộ 5 triệu đồng. Chân thành cảm ơn chị Xuyên ở Nhật Bản ủng hộ toàn bộ chi phí xây nhà với số tiền là 84.440.000 đồng. Xin chân thành cảm ơn chú Kevin Trần là Việt Kiều Mỹ đã hỗ trợ cho nhà của cô Cam một cái đèn thắp sáng. Và sau đây thì Bùi Hồ xin mời cô bác quý anh chị xem toàn bộ khung cảnh nhà cô Cam đến thời điểm hiện tại. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hôm nay thì Bùi Hồ xuống nhà của cô Cam để mà tổng kết cái ngôi nhà của cô Cam thì cũng như trước đây thì cất về cái ngôi nhà của cô Cam á, nhưng mà có một số cái vấn đề nhỏ nên không có tổng kết được. Nên hôm nay Bùi Hồ xuống đây để tổng kết nhà của cô Cam cũng như là quay cho cô bác quý anh chị xem. Đây là ngôi nhà mới của cô Cam với lại chị Trang là cô bác quý anh chị. Hôm nay con xuống thăm cô không gài không có xuống không có tổng kết được cái ngôi nhà đó cô Cam. Đây là cô bác quý anh chị, nhà có hai cái bậc thang như thế này. Phần ở trên này là anh Vũ anh cắt nè đó. Và cái phần tiền chế này ở trên này là 44 triệu. Còn ở dưới này thì anh thợ Hồ anh làm. Cái nền này được cuốn lên là 5 tấc. Anh chào em Trang. Đây ở nhà thì có ba cái cửa sổ. Đây một cái cửa sổ bên đây nè, mở vô được. À. Với lại hôm trước thì mình cũng có mà thỉnh cho nhà cô cái hình của Quang Âm. Và đây đi vô đây.
đây có một cái cửa sổ nè cô bác anh chị. Ở đây là một cái phòng ngủ. Cái phòng ngủ với là một cái tủ đồ. Ở đây là một cái kệ để mà nấu cơm. Đó. Đây là nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh này thì có một cái bồn cầu đây, nước đồ mình đi hết luôn rồi. Và được chị Xuyên ủng hộ toàn bộ ngôi nhà này. Đó. Chiều dài của nó thì nó là 13m5 và chiều rộng là 3m5. Cuốn lên cao 5 tấc, ở dưới này là lót gạch men của bác anh chị. Không ngày khỏe hả chị Trang? Dạ khỏe. Dạ. Nè, quay lơ lần nữa. Ở trên này là toàn bộ trên này là anh Vũ cắt hết. Thì có một cái phát sinh như thế này nè cô bác anh chị. Hôm trước mà anh thợ sắt á, anh kêu mình làm á, thì anh báo giá khác, mình kêu vật tư thì nó khác. Mình sẽ giải thích cái clip này cho cô bác anh chị xem. Đó. Anh. Rồi. Dạ. Anh này trưa bên đây anh. Dạ. Ở dưới này cao lên 5 tấc. Quay tổng thể cái ngôi nhà cho cô bác anh chị xem. Cũng khá là lâu mà mới quay lại đây đó. Thì mình có mua cho chị một cái nồi cơm nè, một cái sống chén nè, một cái bếp ga, một nguyên bộ bếp ga và nấu cơm ở trên này. Đó, đi điện nước cho nhà cô hết luôn. Chỗ này là cái chỗ khu vực rửa chén của cô nè. Đó, nước này là mình đi hết là 3 triệu 3 triệu mấy. Xây ngôi nhà của mình á thì chị Xuyên ủng hộ là 84.440.000 đồng. Cái là toàn bộ ngôi nhà của mình. Chị một mạnh thường quân tên là Lưu Phương Thảo ủng hộ 5 triệu đồng. Anh Thành ở Nhật ủng hộ 5 triệu đồng với chú Định 1 triệu đồng trước đây. Thì sau khi mà xây nhà xong thì mua chị Xuyên thì tất cả các phần nhà, còn cái phần mà mua cho cô bếp ga rồi nồi cơm điện hay là gì đó thì con trích tiền của mạnh thường quân khác. Đó thì còn dư lại là 2.215.000 đồng. Thì bây giờ con xuống đây con quay cho mạnh thường quân thấy, rồi bây giờ con thay mặt mạnh thường quân con gửi cái số tiền này cho cô ha, để cô xài. Không rồi còn tiền xài không cô? Có tiền đâu xài. Dạ. Thì con gửi cho cô 2.3 triệu ha. Cố gắng. Con gửi cho cô. Dạ. Cảm ơn mạnh quân với mấy chị, mấy cô, mấy bác, mấy anh, mấy chị rồi giúp đỡ được. Cảm ơn nhiều luôn nha. Biết chừng nào của anh được. Chị Trang có muốn nói gì với mạnh thường quân? Cảm ơn anh với chị đi qua căn nhà cho nắng kia mua em cho con. Nó vui. Cảm ơn. Nói chung là các cái ngôi nhà này thì đã cách đây thì hơn nửa tháng rồi. Xong hơn nửa tháng. Nhưng mà em không có xuống được. Lý do là em thì dân ở xứ lạ, em không có con cô Cam biết đẹp. Biết rồi. Con này chỉ chủ yếu là muốn sao cho nó tốt đẹp hết đôi bên à. Chứ con thì không có gì. Nhưng mà một lần nữa thì cho con thay mặt cho chị Xuyên chúc mừng cô Cam để có được, với lại chị Trang có ngôi nhà tránh mưa tránh nắng mà nó coi như là mở ước. Cái thứ hai là các người hồ thay mặt gia đình của cô Cam với lại chị Trang cảm ơn tất cả các mạnh thường quân đã ủng hộ đồng hành cùng kênh Bùi Hồ, cũng như là giúp cho gia đình của cô Cam có một cái chi phí số vốn rồi cái nhà ở đâu luôn. Dạ mua lục bình lắm. Thật ra thì hôm nay ở đây mới thấy luôn đó, là cô Cam nói là dưới mấy anh đây nói xây là nó không có chất lượng, họ bị non, non mà cái xi măng nó tốn rất là nhiều. Mà mần hơi chặt vậy. Con chào cô ha. Thì cũng cảm ơn hết trơn luôn ha. Và sau đây thì Bùi Hồ xin thông qua chi phí xây nhà cho cô Cam ở huyện Châu Thành của tỉnh Đồng Tháp. Thứ nhất là về tiền chế là phần sắt ở trên là 44 triệu đồng. Thứ hai là phần bơm cát là 6 triệu 500 nghìn đồng. Thứ ba là thợ hồ là 10 triệu đồng tiền công. Thứ tư là tiền điện là 1,5 triệu đồng. Thứ năm là tiền nước là 3,4 triệu đồng, là tiền mình dẫn cái đường ống nước để đi vô nhà cô Cam để cho cô Cam có nước sử dụng. Tiền điện này là tiền chạy các bóng đèn cũng như là điện sinh hoạt trong nhà cho cô. Thứ sáu là tiền vật tư, thì để cuốn được cái nền nhà làm rồi như là gạch nè, rồi xi măng nè, rồi sắt,
thì gồm là 21.650.000 đồng, cộng thêm 400.000 đồng và thêm là 1.030.000 đồng, cộng thêm 860.000 đồng là 23.940.000 đồng. Thì đây là các tiền vật dùng ở trên này. Thì Bùi Hồ xin trích quỹ của chị Xuyên ở Nhật Bản là ủng hộ với số tiền là 84.440.000 đồng, ghi thiếu số 0 của bác quý chị thông cảm. Và tiền của Mạnh Thường Quân tên là chị Lưu Phương Thảo và anh Thành thì Bùi Hồ sẽ trích ra để mà mua cho nhà cô một cái bếp ga, một cái nồi cơm, với lại một cái đồ đựng chén là 1.880.000 đồng. Đây là cái chị Hương mua giùm cô bác quý chị. Và Bùi Hồ có gửi cho cô Cam 1.000.000 đồng để cho cô trong cái quá trình thợ xây dựng, thì cô gửi mua nước cho thợ uống cũng như là nấu ăn một số đãi cho thợ những ngày cuối tuần của cô bác quý anh chị. Thì tổng cộng số tiền là 92.225.000 đồng. Đây là tổng cái số tiền của nhà cô toàn bộ các chi phí. Thì phần nền là 40.440.000 đồng. Phần tiền chế là 44.000.000 đồng. Tổng cộng về phần nhà của cô là 84.440.000 đồng. Đây, thưa cô bác, thì tiền của anh Thành và Mạnh Thường Quân tên là Lưu Phương Thảo là 10.000.000 đồng. Thì Bùi Hồ trích ra là nước, điện, vật dụng và ứng 1.000.000 thì là 7.785.000 đồng. Thì 10.000.000 trừ đi cho 7.785.000 đồng thì còn lại là 2.215.000 đồng. Thì Bùi Hồ có gửi cho gia đình của cô Cam ở trong clip là 2.300.000 đồng. Vậy thì tổng cái chi phí xây nhà tiền chế cho nhà của cô Cam là 92.000.000 xin lỗi, tổng chi phí xây nhà cô Cam là 92.225.000 đồng. Và Bùi Hồ đã gửi hết toàn bộ chi phí này cho gia đình của cô Cam. Và thì bây giờ thì Bùi Hồ sẽ công bố những cái khó khăn như xây dựng nhà cô Cam như cô bác quý anh chị. Đây là toàn bộ chi phí nè. Những cái chi phí mà xây nhà cô Cam thì Bùi Hồ có thông qua với chị Xuyên. Thì một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả các Mạnh Thường Quân đã ủng hộ cho cô Cam có một cái ngôi nhà mới mà theo Bùi Hồ chắc có lẽ là cũng dạ thưa cô bác quý anh chị, thì lý do mà Bùi Hồ muốn công bố với cô bác quý anh chị là tại sao thì Bùi Hồ lại nhà cô Cam lại hoàn thành cách đây gần 2 tháng nhưng lại đến thời điểm bây giờ thì Bùi Hồ mới công bố lên thì thông tin với cô bác quý anh chị á, thì tại có sự lấn cấn giữa anh thợ Hồ đó, cũng với lại những người giám sát xây dựng đó là Bùi Hồ. Thì vậy là xây gạch không ha, xây bòn là chỉ để sắt thôi ha, là khỏi đổ đà hay đổ sao? Đà luôn anh, đổ đà cho nó cứng, đổ cái đà 20 ha. Dạ rồi, đổ cái đà cho ở trên 20, ở trên này mình lót gạch men rồi sau đó thì mình sẽ xây lên 3 viên gạch cặp cái mé dắt á. Đúng rồi, cái viền xây cái viền á, có nghĩa là cái viền bo để cho đúng mấy cái nước rồi, con rồi, vật đồ nó bò vô á. Nói hiểu, lên 3 lớp, lên cái đà lót gạch hoàn thiện rồi còn xây lên khoảng 3 viên là vòng vòng. Đúng rồi. Rồi. 3 viên đó thì mình lót gạch men luôn. Rồi. Với lại nhà vệ sinh ở đằng sau. Cái nhà vệ sinh đó hả? Dạ. Vệ sinh là mắc đào quá gì. Dạ đúng rồi, nhà vệ sinh phải có hố ga. Phải đào xuống rồi. Đúng đào rồi. Xuống rồi sẽ xây cái viên nó chắc lẽ nó phải cao hơn cái nền rồi. Cái phần nhà cầu đó là nó phải cao hơn cái bằng cũng được nữa anh, mình đào ẩm bằng á thì ngập đó, nó về nó khó quỷ lắm, nó dễ hôi hơn. Yeah. Cao hơn nhìn thấy nó xấu không? Cao hơn viên nó thôi, viên biệt nó cao nó hơn khoảng chừng 3 tấc vậy đó. Cao nó hơn cái nào? Không xấu, chung cầu đó mình đỡ, mình dừng hết rồi. Dừng hết cho nó diện tích trong nhà mà. Cái có nghĩa là nhà vệ sinh là mình xây nguyên nhà vệ sinh luôn anh. Xây riêng nó luôn nguyên cái đó ha. Xây hết dừng. Xây mình xây nhà vệ sinh luôn. Xây đào hầm luôn ha. Nhà vệ sinh mình xây dán gạch là nó đẹp hơn. Đúng rồi. Thì đúng rồi. Mà cái đó ví dụ mà cao, ví dụ ấy thì cái nền này 5 tấc, nó khoảng 6 tấc tới 7 tấc coi mới được. Dạ. Cho nó cao hơn mà nó thoáng được, nó quỷ tự nó quỷ. Mình đào xuống khoảng chừng dài đó, khoảng nếu ở đây đất thấp quá mình đào khoảng chừng 4-3 lưỡi giá. Nếu cái nhà tắm mà xây dán gạch được luôn với đào hầm không á là phần đó là nhà tắm nó không lãnh khoảng 6 triệu rồi đó. 6 triệu tiền công á. Đào hầm rồi với cho nên thì đây quá trời dịch tư chuyển là quá căng rồi nè. Còn mà chị tư á. Nói chung là tiền công của anh gồm nhà tắm với lại cái phần lót gạch nền hết luôn lại nhiêu.
Còn cái kia thì giờ lãnh một coi như cái nền nhà bao nhiêu thước thì tính thước là một thước 100 ngàn. Còn cái nhà tắm nhị sinh thì cái nhà viên nhà tắm nó lãnh 6 triệu. Còn cái từ cái mặt bằng đó dàn cái nền nhà không thì mỗi một thước chuyện 100 ngàn. Thước dài hả? Thước vuông á, thước vuông à. Thước vuông hả? Ờ, bị gì mình đà xây, xây rồi mới đổ đà, rồi mới lót gạch đồ toàn bộ hết đó. 50 mét vuông thì 5 triệu nữa. Là tiền công của nhà vệ sinh không là 6 triệu. Là 11 triệu. Anh nhiêu triệu nữa? Của anh hả? Anh sớm anh 37 triệu 500 ngàn, chứ anh lấy 37 triệu là phần nhà của anh hết toàn bộ. Không, cái phần công của anh kìa. Công hả? Công anh 9 triệu à? Nãy anh nói là 8 triệu. 1 triệu còn 8 triệu. 8 triệu anh là nãy anh này nói là 50 mét vuông hả? 50 mét vuông là 5 triệu. 5 triệu với cái kia. 20 bao xi măng còn lại là mình để làm gì ta? Hả? Trắng này hả? Trắng này không mười mấy bao nè. Đó, trắng nữa, trắng nó dài đó, nguyên đó là mười mấy bao xi măng đó. Hổng ngày mình còn nhiêu bao anh thợ? Còn nhiêu bao xi măng? Bây giờ hiện tại là còn có hơn bao à? Hơn bao mà chưa lót đó, lót hồ dầu này giờ mọi người. Nếu lót thì không là khoảng 4-5 bao xi măng nữa. Năm bao để chế hù dầu á, mình lót gạch men á, là giờ đóng xuống là 5 bao nữa. Bây giờ hiện tại còn 3 bao hả? Có gì ngồi vậy đó, rồi hôm qua tôi cũng xây đây mà tôi cũng không có tô bọng gì đó, thì tôi đắp gì rồi đó. Xây đây, hiện tại giờ còn dư gạch là xây, chỉ là có một cái cái bếp nữa rồi đó. Gạch dán ở dưới này kêu chưa anh? Có rồi, có đủ rồi. Rồi sơn ở trên này có chưa? Chưa luôn, cái mấy cái vụ này chưa à, vụ sơn mộng chưa nghe hộ? Chưa. Còn cái bếp đây thì giờ hiện tại giờ ngồi xây á là đủ cái bếp để mà giờ còn mấy chục cục gạch nha, tôi chiêu 200 gạch là xây cách đó với năm trước vậy đó. Chỉ còn một cái còn đủ cái bếp thì thôi xây để đứng lên là rồi đó. Không có dư được cái gì hết á. Giờ hiện tại giờ thiếu khoảng 5 nó đúng là 5 bao xi măng nữa, 5 bao đang để lót á. Để mình là chế hầu dầu. Đúng rồi, qua rồi là mình kêu 10 bao là làm gì ta? Thì có cán này rồi cán đó rồi đó là sử dụng hết rồi đó hả? Ờ, bây giờ hiện tại còn bao một, còn bao 9 bao, còn bao đó, cán cái này không mười mấy bao gần chục mười mấy bao cho ăn đó. Ở trên này anh có xây không? Hả? Anh có xây lên 3 viên gạch không? Không, cái đó không có tính. Bây giờ hiện tại giờ thiếu hoàn chỉnh rồi, thiếu gạch rồi. Gạch tôi kêu 200 tôi xây cách trước đó thấy không? Đó là nè ông Hồ coi cách trước tôi xây rồi nè, cách sau xây rồi nè. Đó bây giờ tôi kêu 200 gạch, bây giờ còn có 50 cục đó là xây đủ hai đó là dữ lắm rồi, chứ không có dư được nữa. Đó hiện tại đó thấy không? Cái này nhiêu viên gạch? Hả? Này nhiêu viên gạch? Xây 20. Xây 20 đó, mày nghe đó, mày nghe nhiêu đó thì xây 20 à. Cấp mình có xây 20, ở sau cũng 20. Đó xây cấp sẵn rồi đó, là cái ví dụ mình dư ra đầu mới làm tô láng lại còn mấy thì nó cũng tròn tròn vậy thôi. Dưới trên đây lót rồi đâu chứ không có không có cấp nó làm. Hôm trước là mình tính là em tính cái phần gạch ở bên hông này luôn mà. Không gạch hông, bây giờ hiện tại thì tôi có nói là tôi nói không nói với ông Hồ á, bảo ẩm là đủ á thì dư á thì xây, mà giờ không có đủ mà không nói là thiếu là coi như hiện tại giờ nó thiếu, nó bây giờ là còn chỉ là đủ được 2 cấp nữa là tôi tính sao thêm 200 gạch nữa thôi, chứ sao 13 xi măng với 200 gạch nó là vừa đủ cấp này cấp sau với đủ cái bếp đó rồi đó, là xây thêm nữa là không có xây. Đó. Sao vậy? Tại không đủ gạch. Rồi giờ tôi xây, nếu mà tôi kêu thêm á thì ông nói sao tính sao ấy nọ cũng tội nghiệp cho tôi, đúng không? Nói thì tính còn hai sau đây thì Bùi Hồ sẽ mời cô bác quý chị nghe một cái đoạn ghi âm mà anh thợ xây dựng này nói với chị Hương là người cùng giám sát với Bùi Hồ về cái công trình. Thì trong cái quá trình xây dựng đó thì anh gây thất thoát vật liệu nhiều quá, mà chính xác là xi măng. Nhưng cũng có nói nhiều lần với anh, nhưng mà sau này anh cảm thấy xây xong anh cảm thấy bực tức, nên anh có hăm dọa Bùi Hồ và rồi đánh Bùi Hồ, nên Bùi Hồ không có xuống, và 2 tháng thì Bùi Hồ mới xuống. Mời cô bác quý chị cùng nghe. Nghe chị Hương ơi. Ủa anh, mà hồi đó là hợp đồng là anh xây lên 3 viên gạch á, mà bây giờ giống như là cái chi phí nó lên nhiều quá. Rồi thôi chắc mình ngừng lại, mình khỏi xây mấy viên gạch đó đi, rồi chừng nữa mình trừ cái phần tiền công xây viên lên đó đi ha. Chứ giờ không có đủ tiền á. Rồi theo chị bớt à, theo chị bớt nhiều. Thì hồi đó cái đó thì tại gạch nó đẹp như vậy, cái nhà kỳ chế mà đẹp vậy mà xây lên á thấy nó vui duyên đó. Không, nó đúng là không ấy, nhà tường thì mình nó vô mình lên mình có len có được.
Bây giờ nếu mà hồ nói vậy, bây giờ tôi bớt bao nhiêu, ví dụ nó muốn càng bớt nhiều tôi bớt nó, không thành đầy, nó lại tôi đã tôi xuống đây tôi làm rồi, tôi dám ăn với chị rồi. Tôi nói với chị á, không có thành đầy. Mà hồ thấy nó tới nó lùi thấy nó em hơi bực bội đó, chuyện làm ăn mới đầu tiên mà em thấy nó hơi bực bội đó. Không, đâu có gì đâu, nó tới nó lui, tại vì hồi đó nó quay clip lên là đặng nó gửi cho Mạnh Thường Quân á, thì nó có nói là anh xây lên ba viên gạch đó, nhưng mà bây giờ giống như mình làm mà em nói á, là rồi cái nhà đây thì xây giờ người ta gửi tiền về không có đủ, cho nên á là xây nữa em sợ nó đẻ ra nữa rồi không đủ tiền, rồi đâu có tiền đâu bù vô. Rồi thí dụ hồi đó như anh tính tiền công bao nhiêu, cái nhà nhiêu mét gì đó thì giờ mình cứ nhân lên mình tính tiền mình trừ ra chứ đâu có gì. Rồi không có, bây giờ mấy bây giờ tôi thấy tôi nói vụ giờ nó vụ nó trả nhiều tôi trả nhiều, còn mấy thì thôi thấy tôi không cần thiết nữa. Tôi nói em nói với chị hơn, bây giờ em cũng là ông cũng em thấy cũng vui tánh, nghe nói là giúp đỡ cho cô dưới như vậy. Mà còn có nếu bằng hồ á thì nó kêu em chay em vẫn chay em dán vẫn dán. Mà là, em thấy á, là nó không có duyên. Tại nhà tường á thì mình làm con nó ẩm ỉ, hoặc là mình dán lên nó, con nó không gian nó rộng lại nó ẩm ỉ hơn. Còn cuối cùng là giờ làm mà với bài vẽ ra nó nói em điện em nãy giờ nó đòi em á. Là xây lên ba lớp chứ gạch. Hồi đó là đầu tiên là hợp động là mình có xây mà, chứ đâu phải là bây giờ nó kêu anh xây thêm đâu. Đúng 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 đúng. Đúng đúng rồi, bình thường là đúng đúng không? Mà thì còn biết ông nữa cũng là biết ông nữa cũng đâu tim em đâu, ví dụ vậy. Biết ông nó cũng đâu tim em đâu. Biết ông đâu đó rồi đó, lúc đó mình đâu có nói biết ông gì không, mà em cũng vẫn đủ làm dáng rồi đó. Có chứ, có chứ. Hồi đó nói là có xây bếp đồ đàng hoàng cho anh, bếp nhà tắm đồ có xây mà. Để nữa em bây giờ, tóm lại là ngồi lấy nó ra nó bớt nhiều, mà là bây giờ em bớt nhiều nè. Thì chứ thì mình cứ nhân mét lên mình tính mình bớt tiền ra thôi chứ có gì đâu. Bây giờ bớt nhiêu nữa thì em nói thẳng là em vẫn bớt bình thường thôi. Bây giờ chịu mà chịu em vẫn bớt bình thường. Em nói đúng, nếu mà em bước đầu này cái vế đầu tiên thôi mà em thấy là thấy hơi làm giàu đó. Bớt chịu em vẫn bớt luôn, 1-2 triệu vẫn bớt luôn. Thằng hồ nó thích nào nó nói điện em cũng không. Ra bao nhiêu mét thì tính tiền bao nhiêu mét hà, chứ không có bớt như 1-2 triệu chân thì cái nào ra đó anh em mình. Ví dụ hồi đó anh em 1 mét bao nhiêu tiền thì cái phần đó nhân lên bao nhiêu mét thì trừ ra nhiêu tiền thôi à. Rồi tính đi. Dạ dạ. Ví dụ về tính bao nhiêu mét. Rồi bao nhiêu cái hầm cầu là tính là 5 triệu, mà còn cái mét nào nó bao nhiêu mét thì chỉ có 4 mấy mét thôi, chưa được 50 mét. Dạ. Tối thẳng là vậy. Dạ dạ. Bây giờ hồi nó tính kỹ vậy á, bây giờ nó bớt nó 1 triệu nữa đó. Nó thẳng là tôi bớt 1 triệu luôn á. Rồi không có xây đó tôi bớt 1 triệu. Nói thiệt luôn, tôi vẫn chơi. Thì tại vì thấy cô Cam cũng khổ mà tôi nhấn giúp đỡ, mà anh em thấy thằng Hồ á làm mà hơi khó tôi đủ thứ chuyện nha. Không, tôi hiểu. Mà không có nói gì tôi hiểu. Mà tại cái lời nói của nó tới lui cũng nhiều lần lắm. Bây giờ nó đòi xây, tôi vẫn xây ok, mà dám vậy tôi vẫn dám vậy. Tại vì hồi đó tôi... Đây, chỗ này chú làm ăn, dám ăn dám nói không có gì đâu. Em nói vậy hơn ơi. Chị em không biết thôi, biết làm ăn em có quá thì em cũng để cái tâm em. Mà nó nói em mấy lần rồi, nó em để làm có cái đất đủ má cho đó về em ác hay gì mà đất là đất ở đâu. Em nóng nó, em nói, rồi xong em điện chửi nó cái một, nó nghỉ luôn chơi cũng được nữa. Cái cuộc đời đó, chứ em là nói em xuống chứ em có nóng làm gì mà có cái gì đâu mà em nói làm để cái đất đâu. Mà em làm gì là đó về em mất đất cái gì. Dụ anh tính thì cũng giá rẻ, thì tụi em thì cũng giúp cô Cam thôi, thì anh tính giá rẻ đó thì cũng để đất cho con thôi, thì nó nói vậy thôi chứ đâu có gì đâu. Chứ đâu mà, có mở làm nó ra em để cái đất đủ nó bữa nào nó đất xuống đây nó đất nè, đất bữa nè rồi em cho đất. Đấy, đi, em buồn lắm. Tỉnh thì nói chuyện chắc này nhậu hay gì rồi thôi đi, để bữa nào nói chuyện. Dạ. Bây giờ em nói thẳng là muốn cần là em bớt 1 triệu luôn đó, rồi nó không có vậy đó, em bớt 1 triệu thẳng luôn, hỏi tính gì cho nó lại 1 triệu nó còn 9 triệu. Rồi, 2 triệu thì em cũng mất được bình thường, tại vì cái đời của em nước cái đường lên chơi, em từng chơi chuyện này mà tiền nhiều là em chơi từng này đến cái em đường bình thường, mà còn cái chuyện làm á thì ra cái nấy mà ngạt cái nó tới lô em bực bội quá chị. Rồi thôi đi, để bữa nào nói chuyện. Em nói. Ở đây thì cái hồ này nó bị non rất là nhiều luôn, nên là nữ là mình thấy nó như lên đây nè.
tô nó cái này là nó non nhiều hơn. Dạ. Đó thì mình sẽ giải thích ở cái clip này cho cô bác quý anh chị xem lý do tại sao ngôi nhà của cô thì mình lại tổng kết rất là lâu như vậy ha. Nhưng mà cái này là anh làm tới 47 bao xi măng. Ồ, 57 bao xi măng. Làm như vậy sao đủ? Trơn, lợn, trơn. Dạ. À, như bên đây này nó làm như vậy sao được, đúng không? Nó chốc từ lỗ đó tới này là tới đây nó chưa đắp nữa này. Ừ, nó bị non ha. À, nó không có non nhưng mà nó không có làm kỹ cho mình. Dạ. Nó làm kỹ nó phải cán cho nó. Cán cho nó bằng như ở sao rồi luôn, đúng không? Láng như ở sao rồi luôn. Dạ. Nhưng mà bây giờ nó làm vậy là chưa được. Nhưng mà hôm trước em nói cái anh nói em làm khó này làm khó của em á là với chị Xuyên là xây lên 3 viên gạch lại. Nhưng mà lúc trước thì làm cái anh nói kích kích rồi cái khỏi xây. Cái mình kêu ông xây. Cái ông nói này, ông nói mình làm khó này kia. À mà hèn như vậy đúng không? Như vậy cái này là gâu, cái này dán vô luôn im ha. Thì phải nó làm gì là phải hàng lên tới đây luôn. Dạ. Chứ nó hàng đi rồi xong cái chỗ này nè. Nó lút còn nửa cái cột không mà này. Dạ. Nó hơi bị mất thẩm mỹ. Nghe bạn. Cái nốt này hổm cũng vậy đó, là cái này phải mà nước nó văng. Thì phải bắt gạch lên chứ không có văng. Hôm trước thì con nói anh xây lên anh nói kia kiểu kia nó xấu. Ừ. Mà anh, nói chung là anh bằng mình cũng không biết được đâu mà. Ừ thì biết rồi, cũng nghĩ là để vậy nước nó không có văng lên đây. Này không có nước. Hôm nay tổng kết nhà mà không vui tí nào. À, thưa cô bác quý anh chị thì ngôi nhà của cô Cam á thì cái phần nền nhà thì dài 13m5 và ngang 3m5, cao 6 tấc. Nhưng mà anh thợ này lãnh tiền công là 10 triệu thì mình cũng chấp nhận. Nhưng mà trong cái quá trình xây dựng đó thì đối với mình có hỏi một số vật tư như những cái anh thợ như là Đạt xây nè. Thì ngôi nhà anh thợ này xây tốn đến 57 bao xi măng của bác quý anh chị. Thì lần đầu thì anh này anh kêu là 40 bao là đủ rồi. Sau thì anh gọi thêm 10 bao, rồi sau này anh gọi thêm 7 bao. Nhưng mà sau khi mình khám giám định cái công trình đó thì xi măng rất là non. Và cô bác quý anh chị thấy clip, ở trong clip thì nó có một cái chi tiết là nó cát rất là nhiều. Và cái công trình ở nền nó không đảm bảo cho lắm. Nên là nữ là mà lại xi măng tốn rất là nhiều. Nên mình đặt vấn đề ở chỗ đó thì anh có vẻ là bực tức. Nhưng mà nếu như mà xây cái nền nhà đó với cái số lượng xi măng đó thì mọi người đều chia sẻ khoảng 30 bao. Nhưng mà hiện nay xây này đến 57 bao nhưng mà xi măng vẫn non. Đó là một cái câu hỏi mà Bùi Hồ muốn đặt ra. Mình có hỏi là tại sao anh nhà cô Cam rất là xa vật tư thì anh chỉ kêu một lần thôi. Anh kêu 10 bao, 5, 7 bao, rồi 40 bao rồi lúc đầu, rồi bây giờ anh không có tính kỹ em phát sinh chi phí ra thì như thế nào. Thì anh mới nói thiếu biết làm sao. Thành thử là mình muốn kết thúc cái này cho cái công việc xây nhà cho xong nên mình cũng có đồng ý. Nhưng mà mình giám định cái công trình lại thì rất là non đó, cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là theo ý của mình với chị Xuyên á thì xây lên từ cái phần nền lót gạch nhà xây lên 3 viên gạch. Nhưng mà anh cứ bàn ra bàn tới ngươi là nói là 3 viên gạch thì nó gây xấu, nó không làm. Mình kêu làm anh cũng cự mình. Mình thì không muốn, thật ra thì mình thì không có muốn phân bua trong cái câu chuyện này. Tại làm việc thiện nguyện thì coi như là làm bằng một cái tâm. Nhưng mà mình nói làm bằng cái tâm cái đức, đôi khi lời của Bùi Hồ nói ra anh rồi xử rồi xuống thì anh sẽ cho người đánh mình đó. Thì thật ra thì mình làm nhà này, nhà cho cô của mình với lại tất cả mạnh thường quân hỗ trợ thì chỉ muốn cho cô Cam có một ngôi nhà tốt đẹp, an toàn, sử dụng lâu bền. Đó là cái mục đích chính của mình. Chứ bây giờ này mình cứ nói anh thợ thì xây ngôi nhà này xong thì cô Cam cũng ở chứ mình không có ở. Mình đâu có làm khó anh thợ để làm gì đâu. Và mình cũng hiểu cái nghề làm hồ thì nó cũng rất là vất vả. Nếu như mà mình với lại chị Xuyên với các bạn có nói là nếu như anh này anh làm tốt thì mình sẽ hỗ trợ. Chị Xuyên sẵn sàng hỗ trợ cho anh thêm một số cái vật dụng cho anh làm nghề. Nhưng mà sau này thì gặp rất là nhiều vấn đề. Nên thành thử là mình ngưng luôn kết thúc với anh và tổng kết cái công trình lâu như vậy. Mong cô bác quý anh chị cũng thông cảm và hiểu cho Bùi Hồ. Thật ra làm cái công việc thiện nguyện đến thời điểm này nó rất là nhiêu khê luôn. Nó cũng như cô bác quý anh chị có thấy đó,
hiện nay các cái việc mà làm từ thiện nó nổi lên như là một cái điều gì đó nó cũng không tốt cho lắm, nên mình cũng rất là ngại luôn. Một cái vấn đề nữa mà Bùi Hồ cũng thông tin với cô bác với anh chị á, thì việc mà chọn thợ cho nhà của cô Cam á, lần đầu tiên thì Bùi Hồ là có đi cùng với Đạt với lại anh Vũ thợ sắt, Đạt là thợ hồ thì mình rất là tin tưởng, nhưng mà tại vì ở xa mà ở dưới đó cũng có thợ, mình cũng muốn ở đó cho nó làm cho nó tiết kiệm được chi phí cô bác với anh chị, nên mình cũng có chọn thợ khác, chọn 2-3 lần. Và đến anh thợ này với lại một anh thợ 3,5 mét. Này là lọt lòng là 3,5 mét luôn ha anh ha. À, phủ bì 3,5 nha. Phủ bì. Ừ, phủ bì. Ừ. Anh nhận cất cái phần tiền chế ở đây là công sao? Bây giờ tùy theo chủ nhà, nếu mà anh lãnh xác thì anh lãnh nguyên con vật tư của anh hết, còn nếu chủ nhà mua vật tư thì anh lãnh công. Dạ. Ừ. Thì hai cái đó nếu mà giao cho anh hết á, toàn bộ thì anh làm nguyên con luôn. Dạ. Rồi bắt đầu cái đó mình chia nhân giao tiền. Còn mà lãnh công á thì anh lãnh hổm là giá tiền đó, nếu mà hổm nó 9 triệu mà thôi anh bớt 1 triệu là còn 8 triệu tiền công. À, công của anh là 8 triệu ha. Đúng rồi, còn thằng Hồ bên Hồ á. Còn anh bên đây. Bên Hồ thì nó anh có hiểu cái quy cách các nhà ở trong nhà của cô chưa? Đó, bình thường giờ mình biết rồi. Anh tính gì? Anh Bảy đó là lãnh trọn xác là nhiêu? Anh nãy tính nhiêu? 32 triệu 500, nếu lấy 32 triệu, để anh coi lại coi. 32 triệu vật tư của anh luôn ha. Vật tư của anh toàn bộ. Cái đó là ngày đầu mới chép hết luôn đó. Anh lấy cho 37 triệu. Là vật tư toàn bộ. Dạ. Cái đường chuyển anh biết sao anh chuyển nữa nè. Rồi, của ảnh là vật tư của ảnh luôn là 37 triệu. Thì trong cái quá trình hỏi tại sao cô bác quý vị sẽ có thể là hỏi tại sao lại chọn anh thợ sắt là anh Vũ. Lý do là anh thợ sắt thì lúc đầu anh báo mình là 37 triệu đồng, nhưng mà khi mà chị Hương kêu vật tư á thì tiền đội lên nó hết 34 triệu đồng của bác quý vị, 34 gần 40 triệu luôn, gần 40 triệu. Thì tiền công của anh đã nói 10 triệu nữa là ra 50 triệu, mà khi mà anh đưa cái vật tư cho mình kêu gọi á đó thì là 40 triệu rồi, tiền công lên 50 triệu, nhưng mà anh báo với mình chỉ có 37 triệu thôi. Thì ủa mình hỏi sao kỳ vậy, sao kỳ danh, thì anh nói anh làm ảnh sắc ảnh tính khác, mình không hiểu. Rồi sau này thì cô bác quý anh chị thấy cái nền nhà có cái tiền chế của anh Vũ là đến 44 triệu, có nghĩa là nó trên lệch đến 7 triệu đồng. Thì cái phần nhà của cô Cam đó thì anh báo với em là chi phí tất cả trọn gói là 44 triệu. Yeah. Thì em đã chuyển cho anh chú Thế là đã ứng hết 20 triệu tiền vật tư. Thì hôm nay tại vì anh đưa xuống đây đường xá xa xôi thì em sẽ trao anh thêm, gửi anh thêm cái số tiền để mà anh có thể gửi cho cửa hàng vật tư tiếp tục. Yeah. Thì lúc nãy từ trưa thì sáng em rút 30 triệu, nhưng mà em gửi tiền ống nước với lại tiền gửi tiền cho anh thợ hồ ứng hết 5 triệu, nên thành nữ là còn 20 triệu em gửi cho anh 20 triệu. Yeah. Là 40 triệu, thì em sẽ thiếu anh 40 triệu, thì có về ngang cái ATM em sẽ rút gửi cho anh. Yeah. Ha. Yeah. Anh đếm lại giùm em. Cô Cam đâu ta? Trang đâu anh? Như rồi. À. Anh cũng muốn nói gì không? Dạ. Em cũng thật là cảm ơn bên Mạnh Thường Quân. Dạ. Để mà ủng hộ cho bà cô Cam được có cái nhà để mà che mưa che nắng. Dạ thì em cũng thay mặt cho chị Xuyên ở Nhật á. Yeah. Thì cũng chân thành cảm ơn anh đã trích cái thời gian mà đang làm nhà trên kia mà chạy đến đây để làm hỗ trợ cho em, để cho cô Cam có cái căn nhà. Yeah. Giống như ước mơ của cô. Thì hôm trước thì cô bác quý anh chị, thì hôm trước thì cái anh thợ kia anh có lãnh 37 triệu, nhưng mà cái phần đó thì Bùi Hồ sẽ giải thích ở cuối clip cho cô bác quý anh chị xem nha, để hiểu thêm, để thôi nhiều khi anh em với nhau không à. Yeah. Anh Vũ năng nỉ mới làm đó. Đó trên là tới 7 triệu đồng như thế này thì mọi người sẽ không hiểu rằng thì ủa hỏi tại sao là anh này có 37 triệu mình không mướn mà lại mướn anh Vũ hết 44 triệu. Lý do là anh này ảnh ghi một hóa đơn để cho mình kêu vật tư á thì là gần 40 triệu, với ảnh tiền công của ảnh nữa là 50 triệu á, thì mình thấy kêu gần 40 triệu nữa, công 50 triệu nữa, mà trong khi đó anh Vũ chỉ có mướn đến 40 mấy triệu thôi. Ủa mình hỏi bây giờ anh em kêu vật tư như thế này mà lại sao anh báo cho em nó lên lại vậy? Em nói là ảnh kêu khác anh làm khác, mình cũng không hiểu. Thật ra thì cái việc từ thiện nó
mình chỉ muốn làm từ thiện thôi, nhưng mà mình không biết tại sao mấy anh thợ này anh nghĩ như thế nào mà anh báo mình 37 triệu trên clip, nhưng mà anh đưa cái hóa đơn cho mình kêu là hết 40 mấy triệu tiền vật tư, tiền công của anh nó chưa tính nữa. Đó thì đó là một cái dấu hỏi lớn về thợ sắt và một cái mâu thuẫn với thợ hồ là như vậy đó cô bác anh chị. Thì nói chung là khi mà xây đưa lên một cái căn nhà là một chuyện hoàn toàn không hề đơn giản, cực kỳ khó khăn và phức tạp. Và hôm nay thì nó cũng đã dạy cho Bùi Hồ một cái bài học rất là lớn, đó là tìm những đội ngũ thợ mà mình tin tưởng nhất, mình cảm thấy là giao cho nó làm được. Và điển hình là Đạt đó, thì hai anh em cũng trao đổi với nhau thống nhất quan điểm là xây tốt cho những người gặp khó khăn. Và Đạt thì nó nói Đạt thì cũng là bạn của Bùi Hồ, và anh em thật ra thì cũng chơi với nhau, nhưng mà mình cũng rất tin tưởng và đó là những người thợ mà mình tin tưởng nhất. Cũng mong á, thì sau khi qua video clip như thế này, phân trần những cái câu chuyện như thế này, thì mong cô bác anh chị sẽ hiểu hơn. Và thật ra thì mình là một người mà có tiếng nói trên mạng như thế này á, mình không có muốn mà mình không có muốn là để nói xấu hay là nói công kích hay là nói như thế nào đối với những người làm, những người thợ. Nhưng mà thật ra thì mình không nói á, thì mọi người sẽ không hiểu, sẽ nghĩ khác, cái vấn đề rất là nhiều. Nên mong cô bác quý anh chị thông cảm cho Bùi Hồ. Có lẽ là những lời phân tích của Bùi Hồ thì nó còn vụng về, thì cũng mong là cô bác quý anh chị hiểu thêm, cũng như là mong cô bác quý anh chị hiểu và thông cảm cho mong cũng còn vụng về, mong cô bác quý anh chị thông cảm cho Bùi Hồ. Chắc có lẽ là ngôn ngữ phân tích của Bùi Hồ còn vụng về nên mong cô bác quý anh chị thông cảm. Thì một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân đã đồng hành cùng kênh Bùi Hồ. Xin cảm ơn chị Xuyên ở Nhật Bản đã ủng hộ cho cô Cam có một ngôi nhà mới ấm cúng, tránh mưa tránh gió và đặc biệt là nguy hiểm đến tính mạng. Xin cảm ơn anh Thành ở Nhật ủng hộ cho chị cho cô Cam 5 triệu đồng. Xin cảm ơn chú Định ở Việt Nam Mỹ ủng hộ 1 triệu đồng. Xin cảm ơn Mạnh Thường Quân tên là Lưu Phương Thảo Alaska 5 triệu đồng. Cảm ơn chú Ken Minh Trần ở Mỹ ủng hộ đèn thắp sáng. Và một lần nữa xin cảm ơn chị Xuyên ở Nhật Bản ủng hộ 84 triệu 440 nghìn đồng cho gia đình của cô Cam. Thì xin chúc sức khỏe cô bác quý anh chị, và xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở clip sau.